xin chào quý chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy Trùng Dương ha. Thì hôm nay trong cái clip này mình sẽ giới thiệu cho chị và các bạn một cái dòng xe siêu lướt ha, đủ tất cả các loại ha. Thì đồng anh giới thiệu mình hôm nay thì có anh Dương. Dạ chào anh em nha, chào bà con cô bác, chào các chú, chào các chiến hữu nha anh em nha. Em Dương có hàng xe máy Trùng Dương nằm Bình Dương anh em nha. Bên em là chuyên bán cái dòng con tay xe Kia Sonic đồ nha anh em. Ẹp Guardio với lại Winner V2, V3 đồ đầy đủ cho V1 cũng có đầy đủ cho anh em nha. Còn cái xe đi làm thì đầy đủ cũng có cho anh em nha. Xe đó thì mình bỏ trong nhà cho anh em nha. Bên mình tại có một quán có trao đổi xe cũ nữa, mua giá đúng giá cho anh em, không ép giá anh em, em cứ yên tâm đem xe trao đổi cho mình nha. Mua bán hay trao đổi là cửa hàng trao đổi giúp mình nha. Còn mua bán bên mình là đặc biệt là bao ra tên, chọn gói cái gì cũng bao cho anh em nha. Bao ra tên, bao hồ sơ bảo hành 2 năm nha anh em. Uy tín là 2 năm, có giấy tờ hợp đóng mộc hợp lại đàng hoàng nha. Mua mình biết mình, đừng biết cửa hàng xe máy, đừng biết chỗ hãng này gì nọ. Nó công cái anh em nói mua bán bị này bị kia rồi anh em sửa chữa nha. Anh em có mua bán hư trục trặc gì đây thì mình xử lý, mình sửa cho anh em, không có tốn 1.000 tiền phí gì hết nha anh em nha. Uy tín 100%. Anh em cứ cần cái lợi mình hỗ trợ hết nha anh em nha. Còn mấy vấn đề mà anh em không có mua xe mình cũng vẫn hỗ trợ rút gốc hồ sơ cho anh em nha. Bên mình có làm dịch vụ rút gốc hồ sơ toàn quốc. Anh em có cần cái alo mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Dạ. Đây các dòng Sonic đồ xe chia đồ mới về quá trời nay anh em, nay mình về quá trời nha anh em nha. Rất là nhiều cho anh em. Ở đây là con Sonic anh em. Sonic. Xe chạy 7.000 cây nha anh em nha. Sonic màu bạc 3D hãng Bơ Sơn nha anh em nha. Con này mình bán giá là 42 triệu con này cho anh em nha. 42 triệu nha anh em nha. Đó, con Sonic 42 triệu cho anh em. Xe Lan Can Sài Lan. Lan Can Sài Lan nó 42 triệu nha anh em nha. Giá chỉ 42 triệu thôi. Dạ. Còn con đây mới về con Sa Chia nữa anh em, Sa Chia hàng nhập luôn nha anh em nha. Hàng Indo, số máy ID cho anh em. Dạ. Con mình bán giá là 40 triệu nha anh em nha, 40 triệu. Xe là bao ken bao, không tâm đụng, không tới ngã. Có sẵn ba ga, sẵn chống đổ đầy đủ cho mấy anh em nha, đầy đủ hết cho phụ kiện cho anh em nha. Có ba ga là đầy đủ nè. Xe là bao phê cho anh em. Đó, bao phê lắm. Đây là cũng hàng Sai Kia. Hàng Sai Kia, đây là hàng Sai Kia đó. Xe này mới 400 cây nha anh em nha. Sai Kia 400 cây thôi. Đó, Sai Kia 400 cây. Con này là chưa bao giờ ra tên ai đâu nha anh em. Xe chưa đăng ký gì hết luôn nha anh em. Tại cái anh đó anh mua trải nghiệm xong anh bán ra cho mình. Còn thấy quan phí xưởng đàng hoàng. Đó, con này hàng 4X nha anh em nha. Con này mình bán nó hẳn con này 44 triệu cho anh em nha. Bao xuất của đơn cho anh em nha anh em nha. Tại nó xe mới mà xe nó phiếu xuất xưởng nó là 222 luôn nha anh em, đúng hàng xe nhập Indo, số máy ID nha anh em nha. Con này 44 triệu. Còn xe chia bên mình đa số nhiều từ 30 cho tới 40 là rất nhiều cho anh em, nhiều dòng xe chia cho anh em nha. Okay. Quá nhiều cho anh em. Con này Sonic trắng đỏ đi. Hai GT trắng đỏ cho anh em, hai GT trắng đỏ nha, 45 triệu con này cho anh em nha. Hai GT trắng đỏ 45 triệu con này nha anh em nha. Đó, Sonic hai GT trắng đỏ. Đó, xe Lan Can Sài Lan 21 nha anh em nha. Đó, xe 45 triệu con xe Sonic cho mấy anh em. Xe đây vẫn là 45 triệu ha nha anh em nha. Xe 45 triệu luôn cho mấy anh em nha. Đó, hai GT bên mình thì nhiều. Giá từ 35 chứ 45 triệu nha anh em nha. 35 tới 45 triệu hai GT, đúng phiên bản hai GT trắng đỏ nha anh em nha. Rất kinh. Xe này do anh em qua hãng mua phải 6 mấy triệu. Đó, còn bên mình là đa số là dạng là xe 90-95% thì con xe mới, giá là bao không tâm đụng, không tai nạn, máy xin đó, không dứt chày, một đỡ một cho mấy anh em nha, một đỡ một cho anh em luôn đó, là có 45 triệu con Sonic 2GT này cho anh em nha. Đó, còn màu cam, màu cam có phuộc đồ, có chống đổ đầy đủ cho mấy anh em nha, có phuộc có chống đổ đầy đủ cho mấy anh em, giá 43 triệu con Sonic bao hồ sơ cho anh em nha. 43 triệu đó, màu cam 3D màu cam cho anh em nha, 43 triệu. Xe chạy 4.000 cây nha anh em, bao không tua ủng hộ nha, tua tặng xe anh em yên tâm. Xe mình bán đặc biệt là xe bao không tua. Okay. Nếu để con số 66 chạy ngay chủ đàng hoàng cho anh em, giá 41 triệu để con số chạy nha. Anh em nào quay đầu thì lỗ 6 triệu đó, bao quay đầu anh mình bán xe là bao quay đầu cho anh em nha. Winner V1. Con Winner V1, con Winner V1 này mình bán 28 triệu, 29 nha mấy anh em nha. Đời 29 xe chùm keo nguyên con có khùng đồ đầy đủ nha mấy anh em nha. 29 trắng đỏ không một vết chày, xe chùm keo hết luôn cho mấy anh em nha. Xe mới vít sơn nó một lần thôi. Đúng mới vít sơn một lần chưa rút cốt nha mấy anh em nha. Giá là 28 triệu con này cho mấy anh em nha. Đó. Rồi, màu vàng.
màu vàng, con V1 màu vàng. Con này mình nay bán 24 triệu con này cho anh em luôn. Đó, nó này 24 triệu bao sơ cho anh em nhuồn. Xả lỗ con này cho anh em 24 triệu nha anh em nha. Rồi, 28 nha anh em nha. Ad màu đỏ nhám. Ad màu đỏ nhám. Ad màu đỏ nhám 221. 221 luôn nha anh em nha. Con 34 triệu bao hồ sơ cho anh em nha. Đó, con này 34 triệu mình bao hồ sơ cho anh em. Rồi, sẽ trả hàng 8 nha anh em. Ad 2018. Ad 2018 hàng này hàng hiếm nha anh em. Hàng siêu lướt mấy video trước mình có quay anh em. Không một vết trầy, không té ngã, xe đúng chắc 6.000 cây. Vỏ dày cui cho anh em nha. Vỏ là bao dày cui cho anh em đúng chiếc đổ dính. Xe này hàng giờ kiếm khó ra cho những con này cho anh em nha. Đó, giá là con này 30 triệu nha anh em nha. 30 triệu đúng đất 2018 cho anh em nha. Quadrio 150. Quadrio 150 màu vàng. Con này mình bán với giá là 41 triệu để con số 66 chạy nha anh em nha. 43 triệu là bao sơ cho anh em nha. 43 triệu là bao sơ. Rồi. Sonic. À, con Sonic này màu hồng. Con Sonic màu hồng 22 anh em. Titan ốc đều đầy đủ hết, không một vết trầy, không té ngã nha anh em nha. Đó, con này mình bán cái giá là 46 triệu con cho Sonic nhà cho anh em nha. 46 triệu 22 cho anh em nha. Đó. Còn con đây là con Gacker cái gì? Số 3000 cây, Sonic Gacson. Con Gacson này mình bán cái giá là 46 triệu con này Gacson luôn cho anh em nha. 46 triệu Gacson cho mấy anh em luôn. Đó. Còn màu Red Bull 44 triệu con Red Bull nha anh em nhớ nha. 44 triệu con này Red Bull cho anh em, bao hồ sơ cho anh em. Hồ sơ bản số 94, hồ sơ cầm tay có sẵn. Cũng gì cửa hàng xe máy nha anh em nha. 44 triệu con này cho anh em nha. Tiếp tục màu trắng đen. Trắng đen con này có bữa có anh em nào ở Vĩnh Long cũng hỏi con này là xe nha anh em. Con chạy 1000 cây nha anh em nha. 2019 mà chạy có 1000 cây thôi. Đúng đát đúng đời đàng hoàng nha. 42 triệu con này cho anh em nha. Đó, 42 triệu con này cho anh em. Để bản số 40 triệu cho anh em nha. Rồi. Winner V3 xe mới. Con Winner xe mới này bao xuất của đơn cho anh em là 36 triệu con xuất của đơn nha. Phiên bản đường đua nha, mình gắt nhiều nha. Đó, phiên bản đường đua cho anh em nha. Còn con đây bên đây, phiên bản đường đua mà xe đã hàng đã qua sử dụng rồi nha anh em nha. Hàng đã qua sử dụng. 34 à? Con em 34 triệu đúng rồi. 34 triệu nha anh em nha. Rồi mở kinh. Mở kinh này mới về thêm con xanh anh em, hàng độc cao, hàng đẹp, xà beng, can xà beng cho anh em nha. Xe chưa nhất sơn. Anh em hàng 3X bao sơ cho mấy anh em nha. Màu xanh này của hãng cũng hiếm, màu vàng chanh cho anh em. Xe rất đẹp liền lạc nha anh em, không thấy ngã. Hàng 3X nha mấy anh em nha. Rồi. Dạ. Con này Winix màu xám xi măng nha mấy anh em nha. Màu xám xi măng. Con này là hàng đã qua sử dụng rồi nha anh em nha. Bản số gốc 95H1 nha anh em. Đó, 95H1 xe ngay chủ đàng hoàng anh em cứ yên tâm nha. Màu này chắc 280 cây nha anh em nha. 280 cây giá 34 triệu bao sơ. 34 triệu bao sơ. Dạ. Rồi. 223 nha anh em. Đổi nhám xe mới à? Đổi nhám xe mới anh Việt. Giá bao nhiêu ta? 36 luôn à? 36 triệu anh Việt. Tôi có đơn. Rồi. Dạ. Còn ví dụ như cái lô mà bên này nè, xe trúng thưởng cũng là xe mới luôn nè. Dạ. Thì hiện tại có màu đỏ, màu trắng và màu đen thì cứ dạ. 32 triệu còn xuống có đơn á. Dạ, 32 triệu mới con. Anh em cứ tới lựa nha. Dạ, 32 triệu con nha anh em. Rồi. Xe mới nha anh em nha. Đó. Nay mới về thêm con Sakia. Sakia màu xám xi măng đó nha anh em nha. Xe hãng Quang Phương, xe đúng hàng Sakia nhập đàng hoàng cho mấy anh em nha. Đá Sakia ép màu phương 42 triệu con này cho mấy anh em nha. Con này 42 triệu nha anh em. Giá nhiêu? 42 triệu à. 42. Dạ đúng rồi. Lấy đằng kia mấy em anh. Dạ, 42 triệu con này nha anh em. Còn cái con đây con Sakia nha anh em, hàng là Sakia nhập đàng hoàng, số máy ID nha anh em nha. Xe không dứt cày, không té ngã. Samo 71C2. Con này bản số 71C2 mà rút về cửa hàng. Con bán 37 triệu con này cho mấy anh em nha. 37 triệu. Dạ. Thôi. Đó. Còn đây con Sakia liên danh. Đó, con Sakia liên danh này. Con này bán 39 triệu con Sakia này cho mấy anh em nha. 39 triệu. Đó. Màu xám. Con Sakia bên đây màu xanh nhám, con Sakia màu xanh nhám, con mình bán 41 triệu con xanh nhám cho anh em nha. Ok. Dạ. Rồi, Vario 150. Vario 150 thì bên đây mình nhờ mà còn đúng hai con nha anh em, mấy con đỏ nhám với con ngàn cát rồi nọ, anh em ủng hộ nha anh em. Đó, giờ mình còn có một vòng vàng với con này thôi nha anh nha. Đó. Thì con này mình đây mình bán 51 triệu con này cho anh em nha. Còn 51 triệu anh em nha. Đúng 22 màu xanh nhám anh em nha. Vario 125 thì hiện tại đang xả 37 triệu. 37 triệu con nha anh em nha. Rẻ hơn con sao? Dạ. Ở trong nhà còn khá nhiều đó. Dạ. Rồi tiếp tục có cái dòng này thì cũng là hàng mới không? lộn. Dạ đúng rồi, xe mới anh chị, xe mới anh chị. Mới. Dạ. Con này xe thì mới, 36 này. 36 anh. 36, số có dạ. đường.
Dạ. Kèn 150 thì giá từ 25 triệu đổ lên ha. Dạ. Em mình cứ tới tham khảo nha. Dạ. Còn mắc kinh này, mắc kinh cũng bao nhiêu này? Mắc kinh thì bên em bao nhiêu anh em nha, lựa bao nhiêu nhiều vô số, cứ hàng 3X cho anh em muốn lựa màu nào cũng có, cứ về hãng xe mới anh em thấy có là mình bên xe cũ mình có hết cho đầy đủ cho anh em nha. Đó, xe này chạy 3.000 cây thôi, 3.000 cây thôi nha, màu xanh nha anh em nha. Còn con bên trong cũng đúng cọp nên màu đỏ nè, nói chung màu đỏ đỏ đen bên mình cũng nhiều lắm. Còn họ 4.000 cây nha anh em nha, 4.000 cây hàng 3X bao sơ có đầy đủ đây nọ, không té ngã nha anh em nha. Mắc kinh bên đây tiếp tục mắc kinh nữa, mắc kinh bao nhiêu kỷ niệm 60 năm. Kỷ niệm 6 năm nhất cũng 30 triệu á. Dạ, 30 triệu. Anh em mình cứ tham khảo ha. Dạ. Còn Vinder V3 thì màu đen thì hàng đã qua sử dụng thì hàng mới chấm coi thôi. 34 triệu. Bao hồ sơ luôn cho anh em á. Dạ. Còn xe mới màu trắng như này thì 32 triệu nè. Dạ. Màu đen cũng là 32 nè. Dạ. Mấy con ABS kia hàng đã qua sử dụng tầm mấy ngày coi á. 34 triệu. 34 luôn. Dạ. Còn nếu mà bản thường á mà đã qua sử dụng thì nó 26 triệu thôi. 26 triệu. Bao hồ sơ 26 triệu chưa bao. Dạ. 28 triệu là bao hồ sơ. Dạ. Còn riêng về cái Exciter 155 thì đang xả ra với giá là 37 triệu. Cũng lựa nào lựa ha. Dạ. Má này thì má anh em cũng ủng hộ được vài con nữa. Ba con, con đỏ với lại con phiên bản 65. Em cứ tới tham khảo đi, ở đây nói giá bao là mình khẳng định với anh em luôn. Dạ. Tất cả những người bán Ed 155 ở đây gọi là bao siêu lướt cho anh chị và bạn ha, mà báo giá đã bao hồ sơ rồi. Dạ. Thì anh em mình gói những chỗ khác có thể là cũng chưa bao hồ sơ, khi anh em cộng lên nó cao hơn, chắc chắn cao hơn mà xe mình đó, không đẹp hơn. Từ A đến Z là 39 triệu mà bao hồ sơ cho anh em, sức của đơn cho anh em tự bấm biển 37 triệu nha anh em nha. Anh em mình cứ tới mình lựa. Dạ. Là mình biết à, ở đó. Dạ. Mình quay cũng khá lâu rồi. Dạ, mình còn bao nhiêu con mình xả hết nha anh em nha. Gần hết rồi. Dạ, mình xả hết là mình không nhập 155 gì nữa, mình xả hết cho anh em, đa số cho anh em. Mốt mình nhập xe mới về cho anh em. Rồi. Dạ. Đó là lô xe á anh em. 1-2 ngàn cây nha anh em nha. Anh em mình xem thì mình nhớ các like cho sĩ các bạn qua Zalo. Dạ, nhớ bỏ Zalo, chia sẻ Zalo, Facebook giùm cho xe máy giá rẻ nha anh em nha. Cái gì ủng hộ giùm anh. Còn anh em nào có mua xe rồi hay anh em khác mua chưa mua, anh em giới thiệu cho mình gửi tiền qua hồng cho mấy anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Dạ. Ok, xin chào, hẹn gặp lại. Chào anh em, chào bà con cô bác.